Được rồi các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ làm mọi cách để không phải đi học trong tựa game Blow Block này. Nào mà dậy nào. Ok các bạn ơi, thì đây chính là tôi. Hôm nay thì lại là thứ hai, đồng nghĩa với cái việc mà chúng ta sẽ phải đến trường. Nhưng mà tôi thực sự chỉ muốn nghỉ học hôm nay thôi. Nên là tôi đang có một cái ý định sẽ đi nói với bố tôi rằng tôi bị ốm, sẽ giả ốm để có thể gọi là được nghỉ học. Các bạn không được làm theo đâu nhá, này chỉ trong game thôi. Ok, đang chơi chủ nhật sướng xong đến thứ hai thì tự nhiên cảm giác rất là chán nản ấy. Hay là thôi nhỉ, quyết định rồi, sẽ đi nói. Nhưng tại sao cái bức tranh của con chó này giống như kiểu nó đang gọi là biết cái kế hoạch của tôi rồi nhỉ? Một cái nụ cười như kiểu đã biết hết những cái sự việc rồi. Đấy rồi, đấy chính là phòng của bố tôi này. Rồi, con đang làm cái gì ở đây? Bố ơi, hôm nay con cảm thấy là không được khỏe. Nếu nhầm con đến trường thì sẽ lây bệnh cho tất cả những cái bạn ở trường. Nên là cho con nghỉ hôm nay được không? Rồi, để bố xem. Cái gì vậy? Thôi xong. Bố tôi sẽ dùng cái thứ này để đo nhiệt độ. Thế này thì nói dối kiểu gì? 36.5 độ. Con vẫn ổn mà, chuẩn bị đến trường đi. Rồi xong. Cái kế hoạch giả ốm để có thể gọi là trốn học thì có thể nó không thể thành công được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái kế hoạch khác, đó là sẽ tăng cái nhiệt độ cơ thể lên bằng cách sẽ đi mở tất cả mấy cái đèn ở trong phòng. Đấy rồi, phải như thế thì cái cơ thể nó có thể gọi là tăng được cái nhiệt độ lên. Ok, nhưng mà cửa mở như này thì liệu nó có ích hay không nhỉ? Phòng cũng khá nhiều đèn, khoảng 3 cái. Chúng ta sẽ bật hết lên. Đấy, có như thế thì cơ thể nó mới nóng lên được. Chúng ta mới có thể gọi là giả ốm được. Nhưng mà bạn không được làm theo cái trò này đâu nhá. Rồi, sau khi đã mở hết mấy cái đèn lên rồi thì chắc chắn bây giờ cơ thể đã nóng hơn rồi. Chúng ta có thể sang đó và đối phó với cái nhiệt kế. Đấy rồi, con nghĩ cái máy kia nó hiển thị xa nhiệt độ. Nên là bố có thể đo lại một lần nữa được không? Được rồi, để bố đo lại xem nào. Nào, để xem, kiểu gì chúng ta có thể gọi là vượt qua được mà. Bao nhiêu độ? 37 độ. Có tăng thêm một tí nhưng mà không sao. Đi học đi. Ôi, thế nào mà 37 độ mà vẫn không được nghỉ các bạn ạ? Bây giờ làm sao bây giờ? Chắc là phải bật hết mấy cái đèn ở trong cái ngôi nhà này lên. Còn như thế thì cơ thể có thể là nóng hơn nữa. Thì chúng ta mới có thể gọi là xin nghỉ học được. Nào, nhà có bao nhiêu cái đèn bật tất lên. Đây, kể cả ban ngày hay là ban đêm cũng mở hết đèn lên. Giờ chúng ta chỉ còn cách này thôi, bên này đi. Đây, bật hết đèn lên. Cái việc mà đi ẻ này thì chắc là không tăng được nhiệt độ đâu. Nhưng thôi không sao, cũng đang mót mà. Xong rồi, nhưng mà vẫn còn thiếu. Bây giờ mới chỉ mở được ba cái đèn thôi. Còn ở cái chỗ nào nữa nhỉ? Đây này, đang đi tìm đèn. Thế nào mà nhà ở suốt bao nhiêu lâu mà quên cả mấy cái vị trí đèn ở bên ngoài thì đây là mấy cái lại hoa màu thứ đây. Sao mỗi nơi mọc một cái bông này, trông ảo thật. À đây rồi, còn ở phòng bố quên chưa mở đèn. Đấy. Bố vẻ gọi là đang khá là khó hiểu cái hành động của tôi các bạn ạ. À. Nhưng mà thôi không sao, chúng ta sẽ làm mọi cách mà. Rồi, đủ nhiệt độ rồi. Bố ạ, hôm nay con thực sự không ổn tí nào đâu. Nên là bố cho con nghỉ đi. Được rồi, tao đo xem nào. Bao nhiêu độ đây? 37.7 độ. Như thế thì tức là bố tôi cho tôi nghỉ à? Bây giờ bảo tôi đi ăn sáng rồi sau đó tắm rửa các thứ đi, đúng không? Lúc nãy bảo đi học nhưng mà bây giờ bảo đi ăn sáng các thứ. Chắc là cho nghỉ rồi. Ngon lành. Bây giờ là sẽ đi kiếm cái gì ăn, sau đó là chúng ta sẽ tắm rửa. Hôm qua đang là chủ nhật, đang vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên hôm nay đến thứ hai thì cái việc mà đi học chúng ta sẽ ăn một tí đi. Sau đó là sẽ đi tắm cái. Nhưng mà cơ thể đang như này mà đi tắm thì à không, chúng ta sẽ tắm nước nóng nha. Đây rồi. Đấy, cái kế hoạch có lẽ xin nghỉ nó đã thành công rồi. Bây giờ vẫn phải quay trở lại và báo cáo với bố à. Ok. Rồi, con ăn uống xong rồi. Bố đo nhiệt độ xem bây giờ con bao nhiêu. Rồi, tao đo xem. Rồi, bây giờ bao nhiêu độ đây? 40.2. Không vấn đề gì đây cả, con phải đi đến trường. Đi thay quần áo đi. Đúng rồi, không vấn đề gì đâu. Khoảng 40 độ thôi. Ảo thật, bố tôi không tính sẽ cho tôi nghỉ học đâu các bạn. Bây giờ còn bảo đi phải thay quần áo. Nhưng mà cái việc mà mình thay quần áo như này có thể sẽ làm cho cơ thể nó tăng thêm một chút đấy. Bây giờ bảo bố đo lại xem như nào. Nào, kiểu gì cũng sẽ tăng mà, các bạn yên tâm đi. Tăng cho mà xem, 40.7. Thấy chưa, con không bị ốm. Đúng rồi, không bị ốm đâu, khoảng 40 độ thôi. Bố tôi không tính cho tôi nghỉ thật rồi. Hơn 40 độ mà vẫn không cho nghỉ học. Cơ thể chúng ta 40 độ thì hiểu sẽ kinh khủng như nào. Nên là kế hoạch bây giờ là sẽ phải đóng hết mấy cái cửa sổ này lại. Sau đó sẽ bật máy sưởi lên. Chúng ta sẽ làm cho cái ngôi nhà này nóng lên. Thì như thế biết đâu bố tôi sẽ thay đổi quyết định thì sao. Đấy rồi, nhưng mà cái đó, bây giờ nó là mùa đông ấy, thế thì hơi khó nhở. Cứ mở hết mấy cái máy sưởi lên. Chúng ta đóng hết mấy cái cửa sổ các thứ rồi các bạn ạ. Có máy sưởi chỗ nào mở hết lên. Phòng bố nữa này. Nào, ngon nghẻ rồi, nói với bố xem. Bố ạ, bố thử đo lại một lần nữa đi. Nào thì đo, có cái gì đâu. Để xem bao nhiêu độ nào. 46.7 độ, không vấn đề gì. Chuẩn bị đi, nếu không sẽ bị ở lỡ cái chuyến xe đấy. Rồi, không vấn đề gì đâu, có khoảng gần 50 độ thôi. Thế nào mà bố tôi vẫn không cho tôi nghỉ á. Chúng ta sẽ phải quyết tâm hôm nay phải nghỉ học được. Nên là bây giờ chúng ta sẽ phải mở hết mấy cái vòi nước rồi mở cả bếp lên. Phải làm cho cái ngôi nhà này nó phải nóng hơn nữa. Mặc dù bây giờ nó đã khá nóng rồi. Các bạn nhìn đi,
nó đã nhuốm một cái màu đỏ như này, trông đã thấy có là cực kỳ nóng mắt rồi. Nhưng mà bố tôi vẫn bảo là bình thường, thậm chí là còn bảo tôi chuẩn bị nhanh nếu không là sẽ bị lỡ chuyến xe. Bố đo một lần nữa đi. Cái gì? Sao vẫn ở đây? Tưởng phải đi rồi chứ. Để tao đo xem như nào. 52.7 độ không sao đâu, đi đi. Rồi, có khoảng 52 độ thôi, không vấn đề gì. Đã thế thì chúng ta sẽ mang hết mấy cái bài tập về nhà, đem đi đốt hết luôn. Đâu rồi, bài tập về nhà của tôi đây. Ờ nhưng mà các bạn nhìn này. Ủa ôi, cầm cái đống bài tập về nhà mà di chuyển giống kiểu Eren đang bê một cái hòn đá để có thể lấp tường thành vậy. Thì sao có thể nặng như này được nhờ. Cái này làm hết Tết cũng chẳng hết đâu. À, thôi, quả này mang đi đốt hết đi. Đâu rồi. Đây, chúng ta sẽ mang ra cái chỗ lò sưởi này, đốt hết luôn, không cho nghỉ thì mang đi đốt luôn. Xong chưa? Cộng thêm 5 độ nữa các bạn ạ. Bây giờ báo cáo với bố đi, bố đo cho con tiếp đi. Bao nhiêu độ đây? 57.7 độ. Đi học. Rồi xong. Vẫn không chịu rồi ôi. Bao nhiêu độ mới là vừa đây? Đã thế thì chúng ta sẽ đặt cái nĩa vào lò vi sóng các bạn ạ. Các bạn không được thử cái trò này ngoài đời đâu, vì nó cực kỳ nguy hiểm. Rồi, sau khi mà đã vứt cái nĩa vào bên trong cái lò vi sóng thì nó đã nổ và cộng thêm khá nhiệt độ đấy. Để xem. Bao nhiêu độ đây? 67.7 độ. Con có ốm đâu mà. Rồi xong. Cơ thể bây giờ nó kinh khủng như thế này rồi mà vẫn không bảo là bị ốm ạ. Cay dầu đây. Chúng ta đốt luôn cả chiếc xe này đi. Rồi. Chúng ta sẽ đốt luôn cái chiếc xe này đi. Nhà còn cái gì đem đi đốt hết. Nhà còn đốt thì cái xe nó là cái gì. Ui các bạn nhìn này. Không chỉ cái ngôi nhà này đâu, mà tất cả những cái thứ xung quanh nó đang nhuốm một cái màu trông rất là nóng. Đây. Đây nhưng mà cái cách châm lửa nó hơi bất ổn một tí. Không biết cái tuyệt chiêu này học ở đâu ra. Rồi, đốt xe rồi. Nhà bây giờ cũng là cực kỳ nóng rồi. Xong chưa? Cộng thêm 30 độ C. Thế này mà còn bảo đi học, bảo không vấn đề gì cũng chịu luôn. Nào, bố đo đi. Bao nhiêu độ đây? 97.7 độ. Con phải đi đến trường. Vẫn không được. Thế nào mà 97 độ gần 100 độ rồi. Đã thế thì sẽ đi đốt hết tất cả những cái cây xung quanh luôn. Vẫn không đủ à? Rồi, cuối cùng chúng ta đã tìm được cái nơi để chúng ta có thể còn đốt hết mấy cái cây này rồi. Nào, cháy lên nào. Rồi. Xung quanh cũng khá nhiều cây đấy. Thế này nhiệt độ nó cũng phải là khá là căng đấy. Rồi. Bảo bố đo xem một lần nữa xem có được hay chưa. Thế sau như thế này rồi vẫn gọi là không vấn đề gì. À, vẫn là cái bức tranh đó. Bố đo đi. Bao nhiêu độ đây? 197 độ ạ. À. Thế thôi à? Không xong rồi. Gần 200 độ vẫn phải đến trường. Không nhiều kiểu gì. Chúng ta sẽ đổ mấy cái dung nham vào cái hồ bơi của nhà luôn. Đây. Nào, một cái hồ dung nham. Xung quanh đã nhúm một cái màu là đỏ rực luôn. Nhưng mà bây giờ nhảy xuống đây thì xong mà bảo bố đo lại thì không biết có được không nhở. Nhưng mà nhảy đây thì có thể là sẽ đăng xuất luôn, không phải là đo nữa đâu. Lúc đó cũng còn người để mà đo luôn ấy. Nào, bố đâu rồi? Vẫn ở trong phòng như kiểu là không vấn đề gì. Rất ảo. Bao nhiêu độ đây? Khoảng 1000 độ. Không vấn đề gì đâu con ơi. Hơn 1000 độ vẫn bình thường được ư? Chúng ta phải mở tivi xem có cái cách nào để có thể gọi là khiến cái nhiệt độ nó còn phải tăng hơn nữa đi. À, cách này có vẻ không được đâu. Đây rồi, tôi tìm thấy một cách khá là hay. Đó là sẽ gọi rồng đến đốt luôn căn nhà này đi. Nó có số nha. Chúng ta sẽ phải gọi theo cái số này. Gọi cho gọi là con rồng, gọi cho anh Long. Dạ, anh Long. 321456. Ủa ơi, anh Long đang ngồi đọc truyện cho mấy bé này nghe. Rồi, sau khi đã gọi cho gọi là anh Long thì anh Long cũng đã đến. Cùng với cái sứ mệnh sẽ đốt luôn căn nhà này để thể làm cho căn nhà này nó nóng lên. Rồi, đang ngồi đọc truyện cho mấy bé cũng phải gọi là đi làm việc ngay. Xong rồi. Bây giờ nhiệt độ là bao nhiêu đây các bạn đoán được không? Thế nào bố vẫn rất là thản nhiên. Mày có lý do gì mà lại khiến bố tôi lại kiên trì như thế nhá? Đi học. Ai, chúng ta sẽ phải dùng cái cách nó còn kinh khủng hơn nữa. Đó là sẽ kéo mặt trời lại gần. Nhưng mà dùng gì để mà kéo mới là vấn đề. Thứ gì có thể gọi là bền thì có thể kéo được nhờ. À không. Đây là cách mà chúng ta sẽ kéo cái mặt trời lại gần. Lại gần cái ngôi nhà của chúng ta hay là lại gần trái đất luôn. Kinh khủng thật.
có thể kéo được cái mặt trời thì cái quyền năng của đứa con trai nó cũng ghê gớm lắm các bạn ạ. Nào, được chưa? Dí sát mặt trời như thế này mà còn bảo không đủ nhiệt độ nữa thì thôi luôn đấy. Nào, bây giờ đã trắng xóa như thế này rồi không thể nhìn được cái gì. Của này chắc là cả cái trái đất này nóng hết lên luôn chứ không phải mình tôi nữa. Này thì đi học này, trường học này. Rồi xong, đây chính là cái viễn cảnh đây. Khoảng 8.500 độ thôi. Được rồi, bố sẽ cho mày nghỉ ở nhà. Đấy, khoảng gần 9.000 độ thì bố tôi mới cho tôi...